Giờ này chiều rồi các bạn ơi. Gần 5 giờ chiều rồi. Nè các bạn ơi, hôm nay mình kho tiêu lùng gà các bạn. Lùng gà nè, mình xác nhỏ nhỏ ra mình kho tiêu các bạn ơi. Giờ đổ dầu vô. Thắng hành cho nó thơm các bạn. Rồi, hành thơm các bạn ơi, tắt lửa. Giờ mình chế lên nước mắm các bạn. Đường. Muối. Chút bột ngọt. Màu rồi nước này đủ quá các bạn ơi. Đủ đồ nêm đây rồi. Bây giờ bỏ vô ốp nha các bạn. Ốp cho nó thấm. Một chút vào kho. Cái này có tim các bạn. Tim gan mề. Tim nè các bạn. Tim nè. Gan mề. Bữa kho tiêu các bạn ơi. Chín rồi bỏ hành vô sau. Chín rồi mình bỏ hành tiêu vô sau. Rồi ốp bây giờ rồi các bạn ơi. Bây giờ mình kho các bạn. Nè, mề mình xắt nó nhỏ nhỏ nè các bạn. Gan cũng vậy. Nè, mề mình xắt nè. Cái tim nữa các bạn. Tim nè. Tim.
một ông gà trống ba bốn ông ba bốn bà gà mái các bạn, ba bà gà mái, một một ông gà trống. Bốn bà nó coi. Gần cá rồi các bạn ơi. Chút là được rồi các bạn. Chút nữa được rồi. Được rồi các bạn ơi, bỏ hành vô. Bỏ hành tiêu nha các bạn. Nè, rất nhỏ nè các bạn, kho tiêu đó. Sao trời chiều nó kho nó màu vàng vàng các bạn, mình bỏ nước màu mà sao có màu vàng vàng, nhưng mà ở ngoài không có vàng vàng các bạn, được lắm các bạn, nhưng mà vô cái máy thì sao thấy nó vàng vàng. Tiêu này, gan, mề, tim, gan, mề, chút nữa được rồi. Rồi, được các bạn ơi. Tắt lửa. Được rồi. Lòng gà của mình kho xong rồi các bạn ơi. Đó, đơn giản hết thôi các bạn.